chào anh em trong một cái nguồn đam mê nha anh em. Giờ mình cũng có phần đóng góp cho anh em. Nhiều khi lắm lúc á, không phải em cầm một cái máy mà em quay lên để cho anh em mà để tham khảo thôi, rồi đóng góp thôi, chứ đúng ra cái này cũng cái trò dẫn chơi thôi, chứ không có lợi ích ổi gì đâu. Thì cái này thường thường á, cái cò bóp thì nãy mình tính là quay rồi thì thấy nó cũng hơi sao sao, nhưng mà mình cái này có người biết cũng có người không, thì đặc trưng lên thì để nêu lên một cái để cho anh em biết nhiều hơn và hiểu rõ hơn. Theo như một cái cò bóp này nè, lắm lúc mình đi làm thì có một người thì người ta hàng bằng cái con inox ngay đây nè, hoặc con bằng thau đó, ngay cái cò bóp nè, là lắm lúc mình bóp nó không có ăn điện nha, bị gì nó dính nước là nó phải ra tan, bắt buộc mình phải chùi. Nhưng mình chùi đi giữa đồng và chùi đâu, chùi vô cái áo là nó không có sạch, nó chỉ chùi sạch nước thôi, chứ hồi bóp nó cũng ra tan, nó kêu có tiếng gì kỳ lắm, nó kêu không có trong suốt như bình thường. Thì cái này nêu lên anh em, giờ ai trong nguồn đam mê thì tự làm, ai làm cũng được hết, bất cứ. Thì giờ mình lấy cùng dây điện, mình tuốt cái vỏ ra, cái mình xe một cục vậy nè, rồi mình hàng vô cái đầu bóp mình á. Nhưng mà hàng là hàng mấy cái dành ngoài thôi, đừng có hàng ở trên cái đầu nha, bị hàng ở trên đầu là có chất chì á, là nó ra tan, dính nước là nó ra tan nha. Thì cái này đóng góp thôi, chứ mình cũng không có nêu lên được cái gì dứt hết trơn á. Còn máy thì máy nào đi thì đi cũng như máy nấy thôi, tùy theo người đi. Còn mình đóng góp là về một cái phần như cái vợt cũng vậy đó, như vợt về anh em tự nhiên anh em cột vô vậy đi, đi chừng 5-10 ngày đi ngon, tới 3 nửa tháng đi đâu có được nữa đâu, nó ra tan rồi đi đâu có được, mình phải hàng vậy nè. Cái này thì dễ thôi, mua cái mỏ hàng về cái anh em hàng vô đây chứ có gì đâu nè, hàng vô chừng tất gì điện này thôi, hay là hoặc hàng luôn cọng dây này cũng được. Nếu mình hàng thì chừa một tấc á, thì vài bữa cọng dây điện này nó hư á, cái mình mở ra mối điện ra, cái mình cột vô tiếp, thì cái mối hàng này cũng nằm đi ngay chỗ này, thì rất đơn giản nè, đi vậy thôi. Mình thì mình không có đi làm nghề cá, nhưng mà mình hiểu biết thôi. Thì anh em nào có coi và xem được, thu thập được, thì anh em cứ làm đi vậy là đi. Cái tiếng nó trong vắt à, với lại cái máy nó mạnh đi, chẩn máy lắm đó, đi vậy đó. Còn riêng về cái loại cái máy điện tử, tất cả cái máy nào cũng vậy, ai làm cũng vậy, nhưng mà cái máy nào cũng vậy nha. Thì người biết người không, thì mình có lắm lúc cái người mới mua thì người đó không biết, thì lúc nào cũng vậy, mình bóp trên bờ là nó không có kêu đó. Mà để dưới nước là một vợt để dưới nước, một vợt tinh khô nó cũng không kêu luôn nữa, phải hai vợt dưới nước hết nó mới kêu, vì cái này là xài mạch điện tử đó. Nó phải nó có đi vậy mới được, chứ không phải ba cái lò máy cơ máy tàu kia thì nó rất đơn giản rồi, bóp chỗ nào cũng kêu. Máy này là phải để hai vợt thọc xuống nước hết bóp mới kêu, quan trọng cái người đi thôi, người đi hay giỏi gì đó, đi từ từ thì cũng quen. Anh em nào có biết thì tìm hiểu, mà mình thì nói chung thôi, cho đóng góp anh em ai có nhu cầu đi thì coi thì tự biết. Chứ ở đây thì nào giờ em mình đi cũng không có đi, nó chủ yếu đi kiếm vài con cá ăn chơi vậy. Nhưng mà em đã tìm hiểu được thì em gợi ý lên. Rồi chào anh em coi thì nhớ đừng có chia sẻ cho ai coi, bị gì mình làm xíu, anh em nào có coi được thì đóng góp đi vậy nha. Mình không có cần mong chia sẻ gì. Ba cái này cũng như cái đầu cùi bắp thôi. Tại vì lắm lúc có người biết thì đi thì đơn giản, có người không biết thì nó hơi khó. Những mấy người mới làm máy á, thì nó hơi khó khăn lắm. Rồi chào tất cả anh em nha.